cả nhà lại nha. Chào Thúy Phạm, chào Tâm Võ, chào lại cả nhà, chào các anh chị em, chào Binh Si. Anh nhiên biết mà, có cái thằng khốn nạn phản động ở đây là thế nào cái like của mình cũng bị ngắt quãng. Chào ông, chào Huỳnh Phát ha, chào lại các anh chị em. Dạ dạ, đang nói chuyện hào hứng mà trời ơi, nó chui vô trong này, mày vô mày, thằng AQ Nguyễn, mày vô trong này mày follow cái nick của chị làm cái gì, đúng không? Lát nữa An Nhiên lóc cái thằng, cái loại phản động của mày sau, đúng không? Thằng ấy đối với cái những cái thành phần phản động giống như thằng AQ Nguyễn là mình không thích chơi với nó, mình không thích tao phản biện với nó. Nói chung là nó không đủ lý luận để mà mình tranh luận với nó, đúng không? Trời ơi, thôi bị gì vậy hả, bị gì thì tụi mày tự biết, đúng không? Cho nên là AQ nè, An Nhiên biết AQ cũng 3 năm rồi, những cái luận điệu của AQ xoay quanh và những cái chiêu trò của AQ á nó như thế nào, thì tất cả những người tham gia vào mạng xã hội trong mấy năm qua người ta hiểu biết hết. Không? Nè, đừng có bấm follow An Nhiên ở làm gì, không? Tôi không có muốn mà đồng hành cùng những đứa phản động. Cho nên là bạn ngồi im ở dưới đi, nghe An Nhiên dạy dỗ những đứa phản động mà mị dân nó xạo nó láo, không? Nó xạo nó láo như thế nào. À, cho nên là những cái loại này á các anh chị, nó nói là được đi học qua Mỹ, được đi học miễn phí, ok. Thì như hồi nãy cái like hồi nãy An Nhiên phân tích cho các anh chị em biết là nếu như ở Mỹ thật sự được miễn phí, được đi học từ lớp 1 cho tới học xong chương trình đại học miễn phí, thì tất cả những người dân ở Mỹ sẽ không bao giờ có những cái tầng lớp lao động thấp làm việc ở mức lương trung bình như vậy, đúng không các anh chị? Tại vì người ta không có ngu dốt đến mức độ mà người ta chọn công việc làm những cái công việc lao động chân tay đổ mồ hôi như vậy cả. Và tất nhiên trong đó có người Việt Nam của chúng ta, bao nhiêu triệu người Việt Nam của chúng ta qua Mỹ, các anh chị coi thử bao nhiêu người được ăn học. Họ không có ngu, những người nếu như vậy thì cha ông của mấy đứa phản động giống như cha ông của AQ Nguyễn nè, đi qua Mỹ lúc đó họ cũng còn trẻ, tại sao họ không ăn học đàng hoàng đi, đúng không? Rồi những đứa giống như là con giống như là gì giống như là tụi con Lisa Phạm, con phản động Lisa Phạm á, con bóng Lisa Phạm rồi đó, tại sao nó không đi học đại học đàng hoàng đi, đúng không? Rồi giống như là cái thằng lớp 7 á, thằng lớp 7 N cộng á, nếu như được ăn học miễn phí đàng hoàng thì nó qua đây nó đi học rồi, đúng không các anh chị? Chứ tại sao nó ngu, sao nó để cho người ta chửi nó là cái thằng trộm gà, đồ cái thằng ăn, đồ cái thằng trình độ lớp 7, đúng không? Nó thể hiện tao qua đây nè, tao được ăn học đàng hoàng nè, tao được ăn học đàng hoàng, chính phủ Mỹ cho tôi được ăn học miễn phí này nọ nè, tại sao nó không vô trường nó học đàng hoàng để mà nó ngạo nghễ với lại người ta, đúng không? Muốn mị dân á, thì phải cầm cái bằng đại học của bên Mỹ chứng tỏ là đi qua đây được ăn học miễn phí, được chính phủ Mỹ nuôi miễn phí, nuôi ăn nuôi học, thậm chí bệnh vô nhập viện cũng được miễn phí luôn đó, chứng tỏ cho thấy đi, đúng không? Nên là cái điều, hai điều vô lý mà An Nhiên muốn gửi đến tất cả các anh chị em bà con ở Việt Nam. Thứ nhất là tụi nó nói ăn học miễn phí thì ở Mỹ sẽ không có những người Việt Nam đi làm nail, đi làm tóc, đi bưng phở, đi làm những công việc tạp vụ như vậy đâu. Họ qua Mỹ họ sẽ chọn con đường học thành tài đàng hoàng, đúng không? Thứ hai là nếu như nhập viện
vào bệnh viện được chữa trị miễn phí thì họ sẽ không ngu bỏ tiền túi ra để đi mua bảo hiểm. Thứ ba là tụi nó nói bảo hiểm miễn phí, bảo hiểm gì vô bệnh viện miễn phí thì họ không ngu mua bảo hiểm rồi. Mà tại sao chính phủ Mỹ lại bắt buộc mua chương trình Obamacare? Đó có phải là độc tài không? Đó có phải là dối trá không? Đó có phải là cái sự độc ác với người dân hay không? Đúng không các anh chị? Cho nên đừng có mà xảo trá lưu manh giống như vậy. Đừng có bây giờ mà nói những cái điều mà quá vô lý như vậy. Trong khi người Việt qua Mỹ như thế nào? Đi làm công việc gì các anh chị? Họ phải đi làm để họ trả bill. Họ ngưng 1-2 ngày là họ sẽ bị hụt tiền, sẽ bị hụt tiền trả bill ngay. Tại sao người Việt phải đi qua qua Mỹ làm nail, làm tóc, làm bưng phở, làm tạp dụ, thậm chí đi chùi toilet, đi rửa toilet, đi làm những công việc để mà kiếm tiền? Có những người Việt đi vô những sòng bài, đi vô những cái nhà hàng khác để mà lau chùi dọn dẹp, lau chùi toilet, lau chùi bàn ghế. Nếu như được học miễn phí tại họ, tại sao họ không chọn con đường đi học các anh chị? Có đúng không? Cho nên đừng bao giờ mị dân cái kiểu này. Các anh chị em cô chú nào đã từng nghe tụi nó nói như vậy thì phải kiểm nghiệm lại tất cả mọi thứ có đúng sự thật là như vậy hay không. An Nhiên chào lại tất cả các chị em trong diễn đàn nha. Chào chị Tanya nha. Đó, các anh chị em nghe nói có vô lý không các anh chị? Đi vô viện, đi vô trong bệnh viện chữa trị bệnh miễn phí thì tại sao họ phải, người dân Mỹ họ phải bỏ tiền mua bảo hiểm như vậy? Trong khi họ là công dân Mỹ đó, họ sanh ra tại Mỹ, họ là người Mỹ chính gốc luôn đó các anh chị. Ủa người Mỹ nó ngu đến mức độ nó bỏ tiền nó mua bảo hiểm, rồi trong khi đi vô chữa bảo hiểm, người dân Việt Nam được miễn phí cái kiểu như vậy. Có thấy vô lý không các anh chị? Giống hồi trưa, hồi tối qua con Richard Rue nó nói đó, đi vô, nó đẻ đứa con thứ nhất, bảo hiểm trả 80%, rồi nó trả 20%, rồi đến khi nó đẻ đứa con thứ ba nó không có bảo hiểm, nó cũng được miễn phí luôn. Rồi nó bị Covid, nó nhập viện, nó cũng được miễn phí luôn, không có bảo hiểm. Có bảo hiểm mà phải đóng 20%, không có bảo hiểm rồi khai báo chương trình điền đơn rồi được miễn phí, vậy thì mua bảo hiểm làm cái gì? Người dân ngu hả? Tiền không có từ giọt mồ hôi họ ra hay sao mà họ bỏ ra họ mua bệnh phí chứ, mua bảo hiểm trong khi tất cả miễn phí rồi họ bỏ ngu hay sao đi mua bảo hiểm, đúng không các anh chị em? Cái điều này á, tụi nó mị dân bao nhiêu năm nay mà các anh chị em cô chú vẫn còn nghe, nhất là các bạn trẻ ham muốn đi Mỹ, các bạn trẻ lười biếng ham làm. Tại sao các bạn không suy nghĩ tới những cái chi tiết này mà các bạn nghe theo lời cái thằng lớp 7 nói như vậy? Một cái thằng lớp 7 đi lên trên mạng đòi khai dân trí là cảm thấy quá hỗn xược rồi, đúng không? Tụi nó nói là bên Mỹ không có tiền ăn, chính phủ sẽ cho tiền. Vậy thì đi làm cái gì? Nai lưng ra làm gì? Qua Mỹ sẽ được chính phủ trợ cấp, cấp cho nhà, rồi đồng bào sẽ cho xe, rồi chính phủ cho tiền mua đồ ăn, rồi cái gì đi học miễn phí, bệnh không phải trả tiền. Vậy thì sống người đời sống ở bên này quá cao rồi các anh chị, quá cao rồi. Vậy thôi tôi đi làm để làm gì? Một ngày tôi đi làm mười mấy tiếng để làm gì vậy? Hả? Cái đám của tụi nó đi làm mười mấy tiếng để làm gì vậy? Rồi bỏ tiền ra đi mua bảo hiểm để làm gì vậy? Rồi các công ty bảo hiểm mở ra còn sống đến ngày hôm nay lý do gì vậy? Trong khi chả ai thèm mua bảo hiểm cả. Ngu sao mua bảo hiểm? Được miễn phí hoàn toàn rồi bọn ngu sao mua bảo hiểm, đúng không? Cho nên mình khi mình nghe một vấn đề gì, mình phải tìm hiểu thực tế nha các anh chị, bà con, cô bác. Chứ đừng bao giờ mà mất lý trí đến mức độ nghe tụi nó nói như vậy xong xuôi rồi lại
quay qua chửi đồng bào, chửi quê hương, xuyên tạc đất nước, rồi đi qua tới bên này vỡ lẽ ra tất cả mọi thứ đều trả được. Giống như tụi nó nói, tất cả mọi thứ đều phải mua bằng tiền. Tiền không là gì cả, nhưng không tất cả mọi thứ đều phải được mua bằng tiền. Nên nhớ cái câu này, nó sẽ đồng hành theo các anh chị cô chú cả cuộc đời. Trên đời này không có gì miễn phí cả. Những thứ miễn phí là những thứ gần hết hạn. Những thứ miễn phí ăn vào sẽ không có ngon. Đó là chân lý rồi. Đó là chân lý rồi các anh chị. Đúng không? Đúng rồi đó chị. Thằng trộm gà, thằng học lớp 7, chị nói chị có mấy bác trong nhóm ba dòng kẻ, tụi nó vỗ tay thôi chứ những người có tri thức á, người ta sẽ không bao giờ mà phí một phút thời gian để nghe cả. Và những người nghe á, là toàn là những người lười biếng làm việc, tham lam. Cho nên nghe những cái điều vô lý như vậy mà không chịu suy ngẫm ra. Tài phiệt Mỹ, Mỹ nó đâu ngu đâu mà nó cho tất cả mọi thứ đều perfect, đều là hoàn hảo, hoàn chỉnh như vậy các anh chị. Rồi ở đâu ra cái tiền, ở đâu ra mà nó cho các vị miễn phí? Không, ai nhưng hỏi đó. Ở đâu ra nguồn tiền để cho các vị miễn phí nuôi các vị ăn học từ nhỏ đến lớn, từ lớp 1 đến học thành tài? Đúng không? Quá vô lý đi. Cái điều vô lý như vậy mà còn mà quý vị còn không nhìn nhận ra cái vấn đề nữa. Chị Tanya nói rất là đúng luôn. Là trên đời này chẳng có gì là miễn phí cả. Miếng phô mát ngon chỉ có trong bẫy chuột. Đúng không? Nó nhìn thấy để dụ mấy con chuột ra thôi. Cho nên là quý các bạn phản động hỏi sao mà An Nhiên, sao mày mày nói xấu nước Mỹ, rồi mày ở Mỹ để làm gì? Tôi ở Mỹ để tôi vạch trần những cái điều này nè cho dân tôi nghe. Đúng không? Tôi vạch trần những cái điều này cho những người bạn của tôi nghe, những người mà không biết gì về nước Mỹ để họ nghe. Tôi ở đây để tôi vạch trần những cái sự dối trá của các người. Đúng không? Tôi ở đây á, để mà tôi bóc phốt những cái trò mị dân của các người. Đó. Nói nghe nè, Ivy. An Nhiên á, là chủ của 3 tiệm nail, 1 tiệm riêng của mình và 2 tiệm hợp tác với bạn. Cho nên tôi thức đến sáng để mà tôi bóc phốt lật vặt trần những cái sự xạo láo này, tôi vẫn không có sợ đói. Đúng không? Còn cái loại phản động giống như AW á, nghèo phản động, đi ngủ đi, mai đi làm kiếm tiền trả bill. Đúng không? Khuyên thật lòng. Chứ bill mà không trả đúng ngày, đúng giờ á, nó kéo nhà. Đúng không? Rồi xe mà không trả, nó kéo xe. Đúng không? Suốt ngày lên trên mạng, bỏ quá nhiều thời gian thanh xuân để đi mị dân, để đi đến tất cả các diễn đàn này, kích động người này, kích động người kia, mục đích để làm gì? Rồi cuối cùng á, cái đứa mà tốn nhiều thời gian như Ivy á, một lúc nào đó cũng bị kéo xe thôi. Thì không chịu lo làm, không chịu lo làm, tiền đâu mà trả bill bổng. Đúng không? Còn tôi á, tôi thức đến 4-5 giờ sáng cũng được. Bạn cần tôi tiếp chuyện đến bạn đến 12 giờ trưa luôn. Đúng không? Tôi không cần đi làm. Đó, bạn thấy rồi đó. Các anh chị em cũng thấy. An Nhiên có thể lên diễn đàn của Duy Nguyễn nói chuyện 3-4 tiếng đồng hồ lận. Tại sao? Tại vì tôi đủ khả năng để trả những cái khoản bill của tôi. Và trong băng của tôi vẫn có số dư. Đúng không? Một người dốt tiếng Anh giống như An Nhiên. Mình qua Mỹ lúc mình mới có 20-21 tuổi mà được miễn phí kiểu đó. Trời ơi, sao tôi cái khoảng thời gian đó không biết An Nhiên bị gì mà An Nhiên lại không chịu đi học trời.
Bây giờ mình mới tới tứ tuần thôi, mình đi học vẫn còn kịp đúng không các anh chị? Ê, chỉ cho tôi nghe cái trường nào học miễn phí cho tôi vào học cái coi, em coi mấy đứa phản động hả, mấy đứa phản động IQ nè, IQ mà chỉ cho anh nghe thấy biết được là cái trường nào mà học đại học miễn phí đó thử, để cho tôi vào tôi học miễn phí, nghĩa là tôi đang rảnh nè, tôi cũng muốn học miễn phí cầm cái bằng đại học của Mỹ cho nó quay một xíu coi, chứ làm nail hoài chán rồi đó. Nhớ là điền nhờ nhờ cái con đồng bọn phản động của AQ á, con Richard Roo á, kêu nó điền giùm cho mình, nó là người hay là người chùm điền đơn khai báo gian á, kêu nó điền cho mình, mà điền là phải điền cho đúng luật pháp nha, tôi không thích đường gian dối. Ngon điền đơn để chính phủ đưa tiền cho An Nhiên ăn học đàng hoàng, ăn uống miễn phí, trả tất cả các khoản bill, cấp cho An Nhiên cái căn nhà đàng hoàng luôn đi. Đó, lúc đó tôi lên trên mạng tôi cho người dân tôi thấy, tôi sống tại nước Mỹ 20 năm chờ, bây giờ tôi được hưởng bổng lộc như vậy nè, giúp tôi một cái giùm đi đúng không? Lúc đó tôi giúp mấy người, đem tiếng nói của tôi đến cho người dân của tôi, chứng minh những lời mấy người nói là sự thật đúng không? Có đứa nào phản động chịu làm những cái việc này cho An Nhiên không? Bây giờ tiếng nói của An Nhiên cũng gọi là có trọng lượng ở trên mạng xã hội, cũng có một chút đỉnh trọng lượng quá không? Làm cho An Nhiên, chỉ cho An Nhiên cái trường nào học 4 năm miễn phí coi. Đó, điền đơn, mình vô trong đó mình điền đơn mình học ngay. Mình học xong chương trình thạc sĩ giống như cái con thạc sĩ Richard Rule luôn. Không, rồi nhớ là gửi cho mình cái link để mình khai báo, mình xin tiền chính phủ Mỹ luôn. Không, đi học là phải có tiền ăn, tiền uống, nhà ở miễn phí, mình mới có thể đem cái tiếng nói của mình rộng rãi cho tất cả mọi người biết được là nước Mỹ là thiên đàng có thật của các bạn ba que nói là đúng chứ không phải sai, cái gì đó A B C D F gì đó, mình nói cho nó chuẩn. Khi mà mình nói mình phải có bằng chứng, mình phải chứng minh đúng không? Không, mấy đứa phản động gửi cho chị cái link đó giùm. Không, chị sẽ chứng minh cho, lúc đó chị sẽ giúp mấy đứa đem tiếng nói của chị đúng không? Cho người dân đúng không? Chứng minh cho người dân thấy là đi học đại học miễn phí như thế nào, cảm giác như thế nào, ăn uống miễn phí cảm giác như thế nào. Chứ giờ tụi bay không có đưa ra cho chị cái lý do thuyết phục nào cả. Cho nên là chị ra chị vạch trần những cái sự xạo láo của tụi bay, mà tụi bay nói không phải xạo láo thì chứng minh cho chị thấy một cái đi đúng không các anh chị em? Có đứa nào phản động vào đây chứng minh cho An Nhiên thấy những cái gì tụi bay nói là đúng đi, An Nhiên sẽ bỏ thời gian, An Nhiên ghét cái công việc làm ăn của An Nhiên lại ngay, và An Nhiên sẽ đi vào cái trường đại học đó An Nhiên học. Nhớ là không có được chạc An Nhiên một đồng nào ha. Nhớ là điền đơn nói chính phủ không được tính An Nhiên một đồng nào cả. Đúng không? Trong này có một mình mày phản động thôi, chứ trong này 23 người coi là chắc chắn mày là người phản động trước rồi AQ. Mày phản động 3 năm nay rồi, ai cũng biết cái mặt mốc của mày rồi, cho nên mày đừng có chối cãi nữa. Đúng không? Mày ở đây cái giọng điệu cán của mày á, ai mà không biết ai Quy Nguyễn, mày la liếm tất cả mọi cái diễn đàn ở trong này, lẽ ra tao cũng không welcome mày đâu đúng không, nhưng mà tao để mày ở đây để làm chi, để tao sỉ nhục mày tí xíu đúng không, tao sỉ nhục mày tí xíu và tao bóc phốt cái sự xạo láo của mày tí xíu, lát nữa tao lóc mày mày bấm vào cái nick tao mày follow chi ai Quy Nguyễn, rồi lát nữa tao lóc mày rồi mày nhục không đúng không? Đã nói rồi, mình không có thích chơi với lại cái loại mà vừa phản động vừa bẩn bựa vừa dơ giấy vừa khốn nạn vừa gọi là không không biết nói, cái thằng này nó thuộc về, nếu như mình nói nó là con DOG thì không đúng các anh chị. DOG nhiều con nó rất là trung thành với chủ nha, nó rất là gần gũi với con người, nhưng mà mình dùng cái từ khóa mà vừa rồi cái người Mỹ trắng họ dành cho nghị viên người Việt gốc người 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 Mỹ gốc Việt á, mình dành cho nghị viên đó phải không?
khỏi cần mày lóc, tao lóc mày trước. Rồi, tao ngu sao tao để mày lóc, tao tao lóc mày trước, đúng không? Đó. Mình phải dùng cái từ này là nó là dạng là ký sinh trùng. Những cái loại ký sinh trùng này là mình không thể nào mà mình để cho nó nhìn cái bước chân của mình đi được, đúng không các anh chị? Tụi nó mị dân, tụi nó nói dối trá với lại người dân mình quá nhiều, và cái lập luận của tụi nó không có gì thuyết phục cả. An Nhiên lặp lại thêm một lần nữa, An Nhiên nói để cho các anh chị em nghe. Không phải An Nhiên muốn nói dài, nhưng mà An Nhiên muốn các anh chị em nhớ một điều là bên Mỹ nếu chương trình cho học miễn phí từ lớp 1 đến hoàn thành chương trình đại học giống như tụi nó nói, thì tất cả người dân Việt Nam đi qua Mỹ sinh sống định cư họ đều có bằng đại học. Hà cớ gì họ sẽ chọn con đường đi học thành tài, hà cớ gì họ chọn con đường làm nail, làm tóc, bưng phở và những công việc tạp vụ bưng bê dọn dẹp như vậy, đúng không các anh chị? Cho nên là tụi nó nói chuyện quá là không có lập luận của tụi nó, không có điểm nào đúng cả. Và điểm thứ hai An Nhiên muốn lặp lại nữa, đó là an sinh xã hội, bảo hiểm nếu như miễn phí thì người dân không có ngu đến mức độ đi mua bảo hiểm thân thể, bỏ tiền ra đi mua bảo hiểm thân thể cả. Những cái mà con phản động Richard Rohr nó phân tích lúc tối hôm qua trên live stream của em Duy Nguyễn, nó nói là nó mua bảo hiểm, nó bảo hiểm trả 80%, nó trả 20%, rồi nó sanh con, nó sanh con, nó income nó không đủ, nó khai. Rồi sau đó nó nói là nợ tiền bệnh viện. Rồi nó điền đơn, nó khai như thế nào đó rồi được miễn phí hoàn toàn. Thì An Nhiên chỉ đặt câu hỏi thôi. Nếu miễn phí thì những công ty bảo hiểm của Mỹ họ tồn tại bằng cách nào? Tại vì không ai ngu gì mua bảo hiểm cả, đúng không các anh chị em? Không ai ngu gì mua bảo hiểm cả, tại vì họ nhập viện xong họ không cần phải trả đồng nào, với cái hoàn cảnh họ có thể khai hoàn cảnh quảnh càng của họ như thế nào đó. Cho nên những lời tụi nó chỉ là những lời mị dân, những lời dối trá. Mà là một người công dân của Việt Nam, An Nhiên vẫn còn là người Việt Nam. Trọng trách của An Nhiên đó là đem sự thật đến cho đất nước Việt Nam mình, cho con người Việt Nam mình. Thì An Nhiên cần phải vạch trần những cái lời dối trá của tụi này, để cho các anh chị em cô chú, và nhất là tầng lớp thanh niên thế hệ trẻ Việt Nam, các em hãy nhìn nhận vào sự thật. Nó giống như bài hát của em Duy Nguyễn vậy đó. Đó là độc lập ấm no nào phải giấc chiêm bao, an sinh xã hội nào tự nhiên mà phải do bàn tay của chúng ta mới có được. Các bạn, các em không chịu làm, không chịu lao động, không chịu góp cái trí tuệ của mình cho xã hội, cho đất nước, thì các bạn, các em sẽ không có gì trong tay cả. Trên đời này không có cái gì gọi là miễn phí cả. Kể cả khi Mỹ cho chúng ta vaccine thì họ sẽ có những cái lợi nhuận khác, chứ cũng chẳng phải là miễn phí nha các anh chị em. Tại vì một cường quốc của thế giới, suy nghĩ của họ sẽ cao siêu hơn. Cho nên các bạn, các anh chị chỉ thấy là họ cho như vậy, nhưng mà các anh chị chưa thấy tất cả những gì mà chính phủ Việt Nam mình phải cho họ lại, ngược lại. Trong thương trường làm ăn không có một
ai chọn cái con đường thua lỗ cả. Các anh chị em nên nhớ những cái điều này, nhất là các em thanh niên thế hệ trẻ Việt Nam. Hãy ghi nhớ lời chị An Nhiên nói ngày hôm nay. Trên thương trường làm ăn không ai chọn cái lỗ. Mỹ và Việt Nam cũng vậy. Khi người ta cho em cái gì thì người ta sẽ lấy lại em những cái khác trong cái cuộc sống. Việt Nam mình có câu bánh ít cho đi, bánh quy cho lại. Em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị Thanh Nhà rất là nhiều. Cảm ơn các chị. Đó. Còn vì sao mà Mỹ cho những người học sinh đi học từ lớp 1, các em học sinh đi học từ lớp 1 đến lớp 12 miễn phí? Miễn phí là không đóng tiền học phí thôi nha các anh chị em. Nhưng mà những khoản tiền khác, anh Nhiên nhắn lại, như tiền học, sách vở, quần áo, bút, mực và phát phạt là cặp sách, chúng ta là cha mẹ chúng ta phải tự bỏ tiền ra mua. Và mình muốn con mình được ăn uống theo cái sở thích của nó, mình phải đóng tiền. Mình đóng tiền theo cái thực đơn của mình cho con mình ăn uống cho nó được ngon lành hơn. Còn để ăn miễn phí thì các anh chị em biết rồi, dài ba món lặp tới lặp lui hoài, con mình nó ăn nó cũng sẽ ngán. Như bạn ăn một cái món thịt kho, bạn đâu thể ăn được một tháng. Trong một tháng đó bạn ăn hoài, bạn ăn có nổi hay không? Bạn phải muốn đổi qua cái món rau. Không, ngày hôm qua ăn thịt kho trứng rồi, ngày hôm nay ăn lại vẫn còn ok, mà ngày mai bạn ăn lại nữa bạn hơi ngán, ngày mốt cơ bạn ăn lại nữa sao bạn ăn nổi. Cũng như vậy, con mình vô trong trường, con mình ăn hamburger rồi chuyển qua cereal, sữa, rồi chuyển qua lại cái món bánh kẹp, rồi chuyển qua lại cái món gà. Bốn món nó cứ tới lui hoài, một lúc nào đó nó về. Bạn thấy nó tại sao mà bữa nay cái cơ thể nó lại thay đổi như vậy, bạn phải hỏi. Đương nhiên có đứa thì hoặc bác nó về nó nói thẳng, nó nói lại luôn, ba ơi mẹ ơi con ngán quá. Còn có đứa thì nó cam chịu, nó cứ như vậy, nhưng mà nó sẽ bị trầm cảm. Cho nên các bạn nuôi con, các bạn cần phải để ý vào tâm tư, sắc mặt, tình cảm của con mình và cái sở thích của con mình nữa. Đúng không? Đừng có nói là đừng có lên trên này gọi tự hào những cái đồ miễn phí của Mỹ. Đó. Khi con bạn đi học miễn phí, bạn đã, Mỹ nó đã lấy những cái khoản tiền thu nhập cá nhân của bạn mỗi năm rất là nhiều rồi. Và bạn ở một căn nhà ở gần trường học, gần trường học, gần bệnh viện, thì cái khoản thuế của bạn nó cũng sẽ khác những cái khoản thuế của những người khác nữa. Các bạn đừng bao giờ mà nghĩ là những thứ ở bên Mỹ đều là thiên đường. Trong mùa dịch Covid ở Việt Nam mình á, những chủ phòng trọ người ta tương thân tương ái với nhau, người ta giảm tiền và có người cho đồng bào ở miễn phí luôn. Cái điều này có thật, An Nhiên có những cái clip đó luôn, An Nhiên có bằng chứng rõ ràng luôn, đúng không? Nhưng mà bên Mỹ thì không nha các anh chị. Bên Mỹ cái gói cứu trợ của chính phủ cho một lần một như vậy thôi, rồi những cái khoản tiền khác thì các anh chị phải tự lo, giống như tiền nhà, tiền nhà, đặc biệt tiền nhà, tiền xe và những cái khoản tiền khác các anh chị không bao giờ được giảm giá cả. An Nhiên đã ví dụ rồi, ví dụ như các anh chị trả 1.100 tiền nhà đi mà các anh chị chỉ còn có 1.000, các anh chị trả nó không chịu, nó tính tiền trả bị trễ, tính tiền phạt. Chứ không phải như Việt Nam mình trả tiền phòng trọ 1.100.000, kêu mình hết tiền, mình kẹt, mình vô mình thương lượng, ôi chị ơi tháng này tôi kẹt quá, thôi anh chị ráng cho tôi để tháng sau. Người Việt Nam mình rất là dễ tính, sống tình cảm mà, ok không sao hết, tháng sau trả.
cũng chả có tiền lời, cũng chả gây khó khăn cho cái người chọn. Đó là tình đồng bào. Còn bên Mỹ không có những cái điều đó. Bên Mỹ không có những cái điều đó các anh chị. Bên Mỹ tới ngày tới tháng các anh chị không trả, nó sẽ cảnh cáo. Cảnh cáo sau đó rồi không trả nữa, nó sẽ đổi ổ khóa phòng. Nó đổi ổ khóa phòng đồng nghĩa là nó đã đuổi các anh chị, nó đuổi bạn ra khỏi nhà. An Nhiên không ngại kể 17 năm về trước. An Nhiên lúc đó, An Nhiên còn là một người nghèo. Lúc đó mình đã từng lên trên diễn đàn mình chia sẻ đó. Lúc đó mình đi làm mình có ít tiền lắm. Rồi hôm đó thì lúc đó đưa mẹ về Việt Nam rồi. Mình mới đưa mẹ về Việt Nam khoảng mấy tháng. Mình làm ít tiền lắm, từng mình làm có mấy trăm đồng thôi. Rồi đùng cái mình bị bệnh, mình bị cảm cúm á. Cái chủ tiệm nó kêu mình đi làm sợ lây cho khách, cho nên kêu mình ở nhà. Cái mình ở nhà 10 ngày vẫn còn ho, cái mình ở nhà nữa là 2 tuần. Cái không đủ tiền, không đủ tiền để trả tiền apartment á. Các anh chị em biết không, chủ apartment nó đưa thông báo trước đó. Nó thông báo cái An Nhiên mới đến văn phòng. An Nhiên nói là tao không có tiền để đóng tiền nhà nữa. Lúc đó là cái tháng Thanksgiving, lễ tạ ơn đó các anh chị. Mình còn nhớ mãi đến giờ. Mình nói với nó, các anh chị có biết không, ngay trước ngày lễ tạ ơn nó đổi ổ khóa phòng của An Nhiên. Hôm đó thì mình hết bệnh, mình đi làm ngày thứ hai đi làm của mình. Mình đi về, về tới nhà là gần 12 giờ đêm, đón xe buýt về mà. Cái An Nhiên mở cửa không được, mình biết là nó đổi ổ khóa luôn. Đến mức độ đó đó các anh chị, nó không có tình người giống như ở Việt Nam. Bởi vậy từ đó trở đi mình suy nghĩ, ở nước Mỹ này mình không tự cứu mình thì không ai cứu mình cả. Mình phấn đấu rất là nhiều. Từ mình nói trong lòng mình sẽ phấn đấu, sẽ không bao giờ để xảy ra những cái nghịch cảnh giống vậy nữa. Còn xe bạn của An Nhiên bị kéo kìa. Bị kéo xe, nó thất nghiệp, nó không có tiền trả. Xe bị kéo luôn. Không phải là mình trả tiền nhà mỗi tháng 1.000 mà bạn có 1.000, bạn thương lượng với nó không thương lượng được. Ta không còn biết, nó sẽ nói ta không còn biết. Ta không còn biết là mày như thế nào. Mà mày trả không đúng ngày thì mày phải trả thêm tiền phạt. Thế thôi. Cho nên là làm ơn các anh chị em nào đã nghe tụi nó nói về cái bánh vẽ như vậy thì phải nhìn lại thực tế. Thực tế cuộc sống Mỹ như thế nào. Nếu như giống như tụi nó nói, được đi học miễn phí, thì nước Mỹ toàn là trí thức, toàn là những người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, kỹ sư cả. Sẽ không bao giờ có trường hợp mà đi làm những cái công việc tạp vụ như vậy. Đúng không các anh chị? Nếu như mà tụi nó nói đi vô bệnh viện mà không tốn tiền, không phải trả tiền, không phải trả góp cho bệnh viện, thì bảo hiểm chắc là nó bị phá sản lâu rồi. Tại vì chả có người dân nào ngu bỏ tiền mỗi tháng mấy trăm đô đi mua bảo hiểm cả. Đó, An Nhiên lặp lại rất là nhiều lần. Và mong là cái tiếng nói của An Nhiên, những cái mà mình phân tích, các anh chị hãy suy ngẫm lại và đừng để tụi nó dắt mũi. Các anh chị em, nhất là các em mới lớn, chị An Nhiên rất là đồng cảm với các em, là tại vì suy nghĩ của các em còn quá non nên các em rất là dễ bị tụi nó dắt mũi. Và khi đã lỡ như vậy rồi mà xem like của An Nhiên thì hãy ngẫm nghĩ lại và phải dõng dạc đứng lên đấu tranh, chửi vào mặt cái bọn mà đang mị dân,
để cho tụi nó biết được là người Việt của mình không phải ngu sững đến mức độ như vậy. Đúng không các anh chị em? Cảm ơn Đinh Tiến Nam nha, chào em. Và anh Nhiên chào lại tất cả các anh chị em trong livestream của anh Nhiên ngày hôm nay nha. Nãy giờ con cũng quên mất là tại vì lo đam thằng Ivy Nguyễn rồi lóc nó, cho nên là con quên mất là có chú Nhàn vào đây nha. Cho anh Nhiên chào chú Nhàn luôn ha. Và chào lại tất cả các anh chị em đang xem livestream của anh Nhiên ngày hôm nay. Chủ đề của anh Nhiên ngày hôm nay là nói về là ở Mỹ có được đi học miễn phí hay không, và bảo hiểm Mỹ có miễn phí hoàn toàn giống như bọn chống đối đất nước Việt Nam mình đã đem bánh vẽ đến cho người dân mình như vậy, có đúng hay không? Thì hãy xem thực tế và những cái điều đó, cái lập luận, cái lý luận của tụi nó có sức thuyết phục bao nhiêu phần trăm. Đúng không các anh chị? Đừng bây giờ mà nghe tụi nó nói những cái gì mà gọi là miễn phí cả. Trên đời này không có cái gì gọi là miễn phí. Anh Nhiên lặp lại, kể cả những gì mà chính phủ Mỹ, nước Mỹ đang cho Việt Nam mình, thì các bạn hãy nên nhớ chính phủ ta cũng sẽ phải cho lại nước Mỹ một cái gì đó. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Cái câu này nó không bao giờ mà nó bị phai mờ đi đâu các anh chị. Lúc nào nó cũng có trong thực tế, thực tiễn cái cuộc sống của chúng ta cả. Đó. Còn các bạn phản động, các bạn chống đối đất nước Việt Nam mình, đó là cái quan điểm của các bạn. Nhưng mà các bạn nói những điểm tiêu cực của nước Mỹ, của nước Việt Nam nhiều, thì An Nhiên cũng có quyền nêu ra những cái điều tiêu cực của nước Mỹ. Để chi? Để so sánh cho nó công bằng, cho nó công tâm, để chúng ta rút ra được cái gì đúng, cái gì sai. Ok. Nên là anh Nhiên chỉ mong gửi đến tất cả các anh chị em cô chú cái lời khuyên: quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Chúng ta là người dân Việt Nam, là con cháu Lạc Hồng. Chúng ta hãy đặt cái lòng tự tôn dân tộc của mình lên hàng đầu, để cho những kẻ đã từng cọng rắn cắn gà nhà thấy được là dù đi đâu, ở đâu, người Việt Nam mình vẫn giữ được cái nét truyền thống của người Việt Nam mình. Người Việt Nam mình, đất nước Việt Nam mình vẫn đang được chính người Việt Nam làm chủ, chứ không có phải bọn ngoại lai nào cả. Và đất nước Việt Nam mình tự hào đang sống trong một đất nước có nền độc lập tự do, mà bao nhiêu đất nước khác họ đang thèm khát. Các bạn hãy nhìn vào Afghanistan ngày nay như thế nào. Dưới cái sự có mặt của người Mỹ trong 20 năm qua. Các bạn nhìn vào đất nước Đài Loan đang bị đe dọa như thế nào, cũng có quân đội Mỹ ở trong đó. Các bạn nhìn lại vào Triều Tiên như thế nào, những nước mà có bàn tay của ngoại bang vào để bảo kê, thì họ có được hưởng cái nền độc lập tự do giống như nước Việt Nam mình hay không? Các bạn hãy nhìn vào những cái điều đó để các bạn cảm thấy các bạn là những người đang hạnh phúc nhất.
Và chính phủ Việt Nam mình có một đất nước nào làm được những công việc giống như chính phủ Việt Nam mình hay không? Chính phủ và dân cùng nhau để dập dịch. Chính phủ Mỹ có làm được cái điều này hay không các anh chị? Nếu như chính phủ Mỹ làm được điều này, đã không có trên 30 triệu dân bị nhiễm Covid. Nếu như chính phủ Mỹ làm được cái điều này, sẽ không có trên 600.000 người chết vì dịch Covid. Còn chúng ta nhìn lại chính phủ Việt Nam mình như thế nào? Phó Thủ tướng của chúng ta, sắc mặt của ngài như thế nào? Và những người tuyến đầu của trong cái phong trào chống dịch của chúng ta, họ phải xa gia đình, họ phải sống và làm việc trong cái môi trường khó khăn để mà giữ toàn tánh mạng người dân như thế nào. Các bạn hãy nhìn vào những chiến sĩ phải ngủ trong rừng để nhường lại những chiếc giường cho bà con bị bệnh như thế nào. Có một đất nước nào như vậy không các anh chị? Hãy nhìn về những cái điều đó mà biết thương đồng bào, thương nhân dân, thương chính phủ, thương đất nước Việt Nam, thương con người Việt Nam, thương những khó khăn của nước Việt Nam mình, thương những cái sự đau thương mất mát của cha ông mình, thương những người đã nằm xuống để bảo vệ cái nền độc lập ấm no cho nước Việt Nam mình. Để mình cảm thấy biết ơn, để mình cảm thấy tôn trọng. Chị Nhiên chào em Quy Bảo nha. Live tối hôm qua của chị An Nhiên, em Quy Bảo có coi hết hay không? Chung đi bay với lại con Ri Chiều Rùa đó. Tối hôm qua An Nhiên á hả, chọc khuấy nó mà. Không, tên của nó làm sao mà mình không có đọc được, nhưng mà mình không thích đọc. Mình không thích đọc. Đúng không? Mặc dù nó năn nỉ mình rất là nhiều, nó kêu là nó kêu mình phải đọc đúng tên của nó, rồi nó mới chịu đọc tên mình là An Nhiên, còn không nó sẽ đặt cho mình cái tên là Nhiên Nhện Nhện gì đó. Nhưng mà không thích đọc là không thích đọc, đúng không? Mình nói là An Nhiên, nó là An Nhiên ngu dốt tiếng Anh, An Nhiên không đọc được cái từ đó. An Nhiên chỉ biết nó tên quý là mình đọc cái từ đó, đúng không? Đối với những kẻ phản động là mình phải dạy chứ, mình phải cứng như vậy chứ. Tại sao mình phải để cho nó dắt mũi mình? Tại sao mình phải nghe theo cái sự hướng dẫn của nó, đúng không các anh chị? An Nhiên ranh giới của An Nhiên rất là rõ ràng. Đối với phản động không thể đi chung đường, và không thể làm người đồng bào chung với mình được. Tại vì bản chất của tụi nó không bao giờ thay đổi. Bản chất độc ác, khốn nạn, bẩn bự không phải là người Việt Nam. Đúng rồi đó. Nó lách câu chuyện, nó lách câu chuyện dữ lắm đó. Những cái mà nó nói là miễn phí đó, nó nói là đi học miễn phí, thì nãy giờ An Nhiên cũng đã phân tích cho các anh chị em ở đây nghe rồi. Nếu như miễn phí thì chị An Nhiên đâu có ngu đâu, đúng không em Quy Bảo? Nếu như được đi học đại học miễn phí thì chị An Nhiên qua Mỹ lúc đó chị còn quá trẻ, chị phải đi học chứ, đúng không? Và chị đã được miễn phí rồi thì mình chọn học luôn, học bác sĩ, tại vì ba của An Nhiên là bác sĩ mà, đúng không? Mình phải theo nghiệp ba chứ, mình phải chọn mình học bác sĩ à. Rồi mình đi ra mình ngạo nghễ là người Việt Nam được đi qua nước Mỹ học bác sĩ nè đồ, đúng không? Tại sao ngày nay An Nhiên phải cạo nail? Mình có lý trí mà, tại sao mình ngu đến mức độ mình không chọn con đường học vấn mà mình đi chọn đi làm nail, đi làm công việc tay chân? Bộ điên à, đúng không các anh chị? Cho nên khẳng định những lời tụi nó nói là những lời xạo láo mị dân, đúng không? Rồi nó nói là chữa bệnh miễn phí, thì tại sao người ta ngu đến mức độ người ta bỏ tiền ra người ta mua bảo hiểm? Người Việt Nam ngu đã đành rồi đây, tụi nó ngu đã đành rồi mà không lẽ người Mỹ ngu đến mức độ người Mỹ cũng bỏ tiền mua bảo hiểm? Đó là điểm quá vô lý thứ hai luôn.
một cách vô lý, rất là trầm trọng, lý luận rất là kém của nó. Nó đưa cái lý luận rất là kém luôn. Bẻ nó một cái một, bao nhiêu cái răng của nó mà An Nhiên bẻ một cái một chứ ở đó mà qua mặt được mình, ở đó mà phủ đầu được mình không có. Đúng không? Lo mà chạy sớm chứ mà ngồi lại nữa là lát nữa đầu máu không nữa, lát nữa đi ra là hả, không biết đường nào ra. Chính vì những đứa giống như nó cãi không lại, bắt đầu là chuyển qua công kích cá nhân các anh chị, cũng giống như thằng Ivy Nguyễn á. Cãi không lại, bắt đầu chuyển qua công kích cá nhân. Công kích cá nhân không lại nữa, cái là tìm đủ mọi kế hèn mưu bẩn, trà trộn vào những cái nhóm nào đó, rồi á hả, kích động những người anti mình, đúng không? À, giả bộ khen người anti mình cái này cái nọ kia đồ. Sau đó rồi bắt đầu là dùng kế bẩn mà kích động để cho hai bên đấu tới nhau, để cho hai bên chửi lộn nhau. Nhưng mà cái trò của nó thì quá xưa rồi, đúng không? Bây giờ mới nói là ngưu tầm ngưu mà DOG tầm DOG là vậy đó. Nhưng mà An Nhiên thì lại không muốn gọi tụi nó là DOG. Tại vì DOG á, nó có, là những là con vật nó rất là dễ thương các anh chị. Cho nên những đứa mà phản động, những đứa chống đối đất nước Việt Nam mình, và những đứa có những cái tư tưởng khốn nạn đó, An Nhiên lại muốn đặt cho tụi nó là những con ký sinh trùng. Ký sinh trùng. Tại vì chỉ có những con ký sinh trùng nó mới vô tri vô giác và hút máu người như vậy. Đúng không? Chứ con DOG rất là dễ thương, nó là con vật trung thành, con vật rất là cân nhan, thấu cân. Đó, nên cái biệt hiệu của tụi nó, An Nhiên mỗi khi Nhiên gặp tụi nó lại như cái gọi là tụi mày là những cái con ký sinh trùng. Cái loài ký sinh trùng nó hay bám lên trên da thịt con người, hoặc là nó bám trên những con vật khác để mà nó hút máu. Nó hút máu thì cho An Nhiên khép lại buổi livestream ngày hôm nay. Chúc tất cả các anh chị em của chúng ta chống dịch thật là an toàn và bình an, và nhớ là phải tuân thủ theo 5K của chính phủ mình đưa ra nha các anh chị. Giãn cách xã hội, rồi chú ý tới sức khỏe của cộng đồng và chống lây lan trong vấn đề Covid nha các anh chị. Cảm ơn tất cả các anh chị em ngày hôm nay xem live của An Nhiên. Chúc bình an và hẹn lại dịp live tới với những cái chủ đề về nước Mỹ, về tiêu cực tích cực của Mỹ như thế nào, để chúng ta cùng nghe, cùng thấy những cái bằng chứng để mà chúng ta so sánh với lại nước Việt Nam mình, để chúng ta cảm thấy yêu quê hương, yêu đất mẹ Việt Nam mình nhiều hơn, để chúng ta luôn luôn giữ được cái lòng tự tôn dân tộc của chúng ta. Chào tất cả các anh chị em và cảm ơn cái sự theo dõi của tất cả các anh chị em ngày hôm nay nha. Bye bye cả nhà.